trời đang mưa, những giọt mưa của trời cao đang khóc hay đang thử lòng người mẹ này. Không biết các bạn, cô chú anh chị như thế nào, nhưng mình đã ngấn lệ khi chia sẻ thước phim này. Khóc cho một người mẹ trẻ phải nặng gánh vì con, vì chồng. Khóc cho số phận của cô gái xinh đẹp phải hẩm hiu, lụi tàn dần theo thời gian sau khi mắc bệnh lạ. Khóc cho nghịch cảnh của gia đình nhỏ phải chịu đựng quá nhiều giữa cuộc sống vô thường này. Giá như đừng có bệnh của chồng, của con thì hay biết mấy, thì chắc có lẽ là sẽ khác hơn rất nhiều cho cả ba thành viên trong gia đình này. Ôi chắc là duyên nghiệp mà mỗi người phải chịu đựng. Chỉ cầu mong cho gia đình chị được nhiều sự giúp đỡ, quan tâm của quý mạnh thường quân, để gia đình của chị bớt phần nào đó nặng gánh lo. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị. Hiện tại thì một buổi chiều mưa như thế này, Bùi Hồ vẫn đang có mặt tại nhà của chị Dứa, mẹ của bé Tú đó. Bùi Hồ hỏi là chị có đi bán không, thì chị mới nói là chị vẫn đi bán em, để ngày mai á số hết sớm để khỏe hơn cho bé Tú nó ngủ khỏe hơn. Nên là nữa là bây giờ Bùi Hồ vô đây nè. Ây da, mưa quá. Ôi lạnh quá. Mưa đi bán luôn hả? Ôi trời ơi, sao mưa không nghỉ đi? Bí gió cũng đông mà nghỉ. Mưa gì mà chuẩn bị đi hả chị? Chuẩn bị đi. Giờ chưa giờ không mưa chị ăn, giờ không chịu mưa. Trời ơi, mới thấy cái cảnh này luôn á. Đúng là người mẹ tuyệt vời ha. Phải nói là nói không phải khen chị chứ. Khó người nào giống như chị ha, chị Dứa ha. Dạ con mình lo như vậy sao? Dạ. Con mình phải lo với vàng bỏ đâu vậy? À. Mình không làm là lấy gì ăn. Dạ cha thêm cha nữa. Không làm thì lấy gì ăn? Giờ chị nghe chị nói mà thương ghê không? Tại vì số nhiều quá đúng không? Gió đây xíu hết à. Bất cảm nó ra xe mà không mưa đi. Mưa về cũng đi bán luôn hả chị? Thấy bữa trời mưa chị đi đâu nghỉ hay nào đó. Mưa là cũng vậy lúa hả? Chị mưa lớn quá thì đậu cho cũng ở ngoài, chị vô trong phòng ba phải đứng. Thôi, rồi nằm ngoài có bị giọt không chị? Không, nó nghỉ rồi. Chị mưa quá đâu dám chạy. Vừa hồi thấy đúng là cái cuộc sống á. Vì đồng tiền không phải để cho mình, mà để nuôi chồng với lại nuôi con của mình, mà chị không ngại mưa gió thì như vậy thì làm sao mà không cảm thương đến quý mạnh thường quân được. Hồi sớm là Tú là dậy quá hả chị? Dậy nó dậy văn gây ra luôn. Cái hỏi sao con làm cho cha sợ gì? Biết nó cười. Anh tâm. Anh tự tắm được không? Tắm được mà quậy. Quậy hả? Quậy nước đùng đùng quá hả? Cười kìa kìa kìa. Chậm đùng đùng vườn cha. Có là ông bắt ông làm đùng đùng với đùng dở ở nhà. Con làm cho cha sợ hả? Nó làm quá là cha nó sợ. Cho lạnh tạnh chút cẩm nó ra xe đi. Bắt buộc là phải đi bán hả? Bữa nay giới thiệu chị cũng đi. Mấy đứa bạn làm cơm chung hỏi sao chị đi được vậy? Được. Cái đi tỉnh tỉnh chút mày đi rồi. Tú nó nằm cái bụng nó ngắt nó là nó đâu có dột đâu. Nó biết tới giờ là nó biết rồi đó. Nó chuẩn bị tắm xong hết trơn rồi đó. Cái mưa quá cái con ở ngoài này đi. À, mẹ đi vô thằng ba mẹ được mưa con nằm ngoài cũng mua được nóc hay là nó nghe. Cũng như cái clip trước mà Bùi Hồ có chia sẻ với cô bác của anh chị á, có nhiều người sẽ nghĩ rằng chị sẽ mượn hình ảnh bé Tú, một người cô gái tật nguyền như thế này, để mà gũ lòng thương của mọi người, để mà bán được nhiều số hơn. Nhưng mà ở trong hoàn cảnh của chị á, không đưa bé Tú đi á thì ai sẽ là người chăm? Là nữ để có được cái chén cơm á, để có được thuốc uống, có được sữa, thì chị bắt buộc phải cùng với con mình trên một cái chiếc xe kia. Để thôi, thậm chí là như thế này nè, mấy anh em ngày nay có mặt ở đây để chia sẻ hình ảnh này, không phải là bắt mẹ bé Tú là chị Dứa phải đi bán, mà thật ra là chị tranh thủ về để mà chị đi bán vào buổi chiều.
thì chị nói là mấy trăm tờ giấy số, ngày mai này là số người không ta trả lời được nên chị lấy nhiều một tí nè. Ta đưa mình lấy, chứ bình thường chị ổng đưa chị 200 với 260. Tại mai trả được á, ta đưa mình nhiều cho đủ cây bán. Chứ lại người ta thấy mình là khó khăn. Đúng rồi. Nên người ta đưa mình nhiều số hơn để bán được lời nhiều hơn. Chị đâu có đi lấy đâu, ổng đem tới nhà ổng đó. Dạ hả? Thấy nhỏ này nó quậy vậy đó, cưng thấy đó hồi trưa đó. Chị đi với em chút xíu mà đi không được rồi đó. Quậy vậy đó. Cho nên là ổng đem xuống tới chị nhà cho chị luôn rồi. Nên tí xíu nữa đây á, khi mà những thước phim chân thật nhất của các anh em về về hình ảnh chị dứa đi bán vé số cùng với con gái của mình á, thì nghĩ là những một trong những cái hình ảnh khá là đau lòng. Vì đâu đó rằng mọi người không hiểu rằng đây là một thước phim nào đó được dàn dựng. Tuy nhiên chia sẻ thì đây là hoàn cảnh thật nha cô bác anh chị. Bớt rồi đó em. Chuẩn bị chắc tụi tối ra ngoài xe luôn hay gì chị? Ấm ở xe luôn. Anh em của tụi mình á sẽ núp ở chỗ gốc cây nào hoặc là che một cái cây dù lại cho nó không ướt cái máy. Không được chị. Mưa. Nhắm mắt lại. Dạ. Ô, ướt mình hết rồi. Lạnh không chị? Được rồi, được rồi. Đó, mẹ lấy ôm cho con nghe. Ô, dừng bích lại rồi. Trời ơi, vừa quay mà vừa muốn khóc luôn á. Anh một đồng thế sao? Trời ơi, chưa có cái cảnh nào như cảnh này em ơi. Trời đang mưa như vậy rồi để bé Tú phải nằm ở trong đó. Rồi phải kéo đi bán vé số nữa nè. Chiếc xe thì rớt cái bô rồi hả? Trời ơi trời. Anh em của tụi mình phải chia chiếc dầu. Để có được cái phim này á thì cũng khá là vất vả, thì mong cô bác anh chị á cho một lượt like, một lượt chia sẻ để lan tỏa những cái yêu thương của người mẹ dành cho con như thế này ha. Chị ơi, xích tới để chị ướt, chị ướt. Rồi chị đi vô lấy đồ nữa. Nè anh ướt gầy. Anh ôn vợ anh một đồng á. Giỡn nhẹ thôi, coi chừng coi bé Tú sao, có ấy dữ không, có bịch bùng dữ không. Không, bên đây nè, Úc Đồng Tháp. Bên đây nè. Bên này. Nè. Ngồi xuống đi em, ngồi xuống. Không ướt ha. Cũng giật nhẹ thôi. Ôi trời ơi. Này đều tạm bờ hớp nha. Nhưng mà cái miếng bạc này chưa nóng là nó hầm lắm á. Ba anh em như con chuột lột luôn. Ướt hết rồi. Giọt nước mắt của tụi mình đã rơi rồi cô bác anh chị. Rơi vì hình ảnh một kiếp người. Một số phận của một cô gái xinh đẹp nó lại bạc phận đến như vậy. Con làm những cái gặp những cái hình ảnh như thế này á thì mình lại cảm thấy mũi lòng hơn. Gì vậy chị? Đấy, để áo mưa chị ạ. Để chút nó bớt cái chị mặc áo mưa rồi. Bớt mưa chị mặc áo mưa nhắn lại. Thờ làm gì đây con? Giờ mặc áo mưa dài bớt mưa cái chị thay qua cái áo mưa mỏng. Thương người không? Và cái đoạn đường này chị phải di chuyển cả bao xa em Bùi Hột? Chị phải chạy về hướng giáp với lại Bạc Liêu á. Bạc Liêu giáp danh. Chị phải chạy khoảng hơn 10 cây số. Bữa nay chị bán tới bến xe buýt luôn. Tới xe buýt qua giáp danh đó luôn. Rồi trời. Lăn chẳng chút. Người ta nói là chỉ có tình thương của cha mẹ mới được như vậy thôi. Đúng rồi. Cầm cái số kỹ nha chị, để ướt nha. Đó là bà phải bỏ vô trong áo mưa luôn á. Em hỏi thì chị ha, chị dứa xếp vô đây cho em hỏi cái rồi đi bán. Chị có khi nào mà cảnh mưa như thế này chở con mình đi bán với số chị vừa chạy vừa khóc không? Khóc hoài vậy. Vậy hả? Cái tội nghiệp đó. Tội nghiệp nó hả? Mình thì cực, mình không sao mà đi nghiệp nó.
Lương thấp không con? Anh một đồng có tiền lẻ đó không? Cho em, anh em mình ba mở hàng ba người ba tờ đi. Ha? Em cầm cái dù. Ô, cần tháp cầm giùm em đi. Rồi. Cho tụi em ủng hộ ba người ba tờ. Con nằm nó đi con đừng khóc nha. Quá lạnh luôn à. Em biết rồi. Chơi nhiều đây mà mua hết chiếc xỉu luôn á. Ủng hộ chị 5 tờ đi. Ba anh em. Rồi, coi cho anh hợp tờ nữa. Rồi. Rồi cầm đi, anh cứ cầm đi. Đó là mình đi à. Con nằm dưới nha con. Em khóc nha. Bà mẹ đi bán nha. Bữa nay láng bán buổi tối hết luôn nha. Rồi. Chị cũng giá cho bán hết. Trước khi đi cho em coi lại cái chiếc xe coi. Hồi sớm coi được cái bô không à. Đâu đây coi. Trời ơi, mưa gió. Ở nơi này nó có nhiễu không chị? Thấy nó đọng nước ghê quá vậy. Đọng nước nè. Con. Đâu? Nắm đi ông đâu có nhiễu với con phải không? Là mưa là chị dẫn đi bán gì luôn hả chị Dước? Đi em. Trời ơi, rồi ai mua? Mẹ nè. Mưa gì đâu có ai đi ra đường rồi đâu chị Dước. Nước cái vậy? À mình vô mình mời người ta. Vậy hả? Ừ. Mình ghé đâu đâu? Nha. Cái bồ đâu? Trời ơi. Rồi đây nè cái bồ kìa, dẫn cái bồ vào luôn rồi kìa. Không chừng là người ta nói là chị bán vé số mà chị chạy xe độ á. Đúng rồi, ta biết. Nằm ở đây cô, nằm đi. Xe độ hả? Vô đây gói cho con cái nha. Hình như em Tú mưa này có sự bức rứt hay sao, bực bội hay sao? Xe nó không chạy nóng. À. Nó bập hầu quá anh một đồng. Nhưng mà đưa anh vô trong anh cũng nóng nữa. Không biết là cái quạt có quạt chưa, anh cầm giùm em đi. Cầm giùm con coi cái quạt có chị có bật lên chứ. Có không? Chưa bật quạt. Chưa bật quạt, đúng rồi. Bởi vì hầm mới tốn khó chịu á. Còn biết nước. Thì bật sao ta? Thì bật. Còn cái nút nằm dưới á. Ừ, nút đó đó. Ừ, đó. Ừ, chú bật quạt lên. Đập sức rồi. Rồi em đặt rồi. Rồi. Trời ơi, ướt như chuột luôn rồi. Nè con. Rồi con đi ôm đi, mẹ đặt rồi. Lạnh lắm mọi người. Lạnh. Những cái chia sẻ cô bác của anh chị là mang một phần ấm áp cho mẹ bé Tú, mẹ con bé Tú và ấm áp cho cả ba anh em luôn. Hình như cô chuột lòng con người cô bác của anh chị. Nếu cô bác của chị xem hãy cho một lượt like, một lượt chia sẻ để những video clip như thế này lan rộng thêm. Những thước phim chia sẻ là coi như là một cái chiếc chăn ấm để cho mẹ con Tú có những ngày ấm áp hơn. Thôi còn bây giờ thì chị chạy đi để không phải Tú nữa, khó chịu. Chiếc xe này á là mai mốt chị sẽ nhận được một cái chiếc xe mới, nó có một cái gì, có một cái nhíp như thế này, nó không có vòng. Thôi chạy đi chị, em cứ chạy theo chị luôn, chạy bộ luôn. Chạy hướng ngược ra đây đúng không? Dựng nhưng mà chị Dứa cũng nói mỗi ngày trời mưa chị cũng đi bán mà. Người ta thường nói một cái câu á là chỉ có con bỏ cha mẹ chứ cha mẹ nào mà bỏ con. Đúng không anh Mộc Đồng? Đúng rồi. Và hình ảnh của người mẹ mà lầm lũi đi bán vé số như vậy á, nó gây xúc động cho tụi mình, cho anh em của tụi mình chia sẻ cái thứ phim như thế này. Mưa lắm, ở ngoài trời mưa lớn lắm. Anh em của tụi mình á thì được may mắn hơn á, thì ngồi trong này nó không có mưa. Và bé Tú thì cũng không mưa, nhưng mà ở trong cái bối cảnh nó lại hoàn toàn khác. Ở đó nó hầm lắm, không có cái quạt thì bé Tú cứ khóc suốt à. Chạy như vậy á, bao nhiêu nguy hiểm nó đều gần gặp hết á. Nào là nếu như mà gió lớn quá thì cái chiếc xe á nó sẽ như thế nào biết không ông Đồng ha? Quật ra đúng không? Tại vì nó có bạc mà,
nó sẽ quật qua và có thể ngã. Rồi chiếc xe thì bán buổi tối như thế này á thì nó không đủ độ, gọi là không đủ độ an toàn, vì nó có thể chết máy bất chợt thì làm sao. Xe thì đã xuống cấp nặng nề rồi, chạy mà còn gãy luôn cả cái bô luôn. Rồi bây giờ trời đang mưa gió như vậy, nếu mà chết máy á, thì đoạn đường khoảng 10 cây số thì không biết chị sẽ xử lý như thế nào. Chị chia sẻ là xe chết chứ thường chết máy mà. Nhưng mà hôm nay trời mưa nè. Nhưng mà người ta biết cái hoàn cảnh như vậy á thì người ta mua nhiều hơn kìa. Bây giờ thì chị đang ghé vô một cái cây xăng, hình như là nãy giờ thì Bùi Hồ có để ý được rằng á là hình như là ai cũng mua ủng hộ cho chị hết á. Giờ được mấy tấm rồi chị? Giờ cũng được 2 tấm. Gần quá, ta núp ta chút quay về cũng mình bán được. Vậy hả? Ừ. Mưa quá hả? Bé Tú sớm giờ có khóc không? Không, hết hết rồi. Hết khóc hả? Cho em coi cái. Ngủ hay sao rồi? Ngủ rồi. Thôi chị đi bán đi. Là Bùi Hồ đã chia sẻ trọn vẹn một cái thước phim về một người mẹ bồng bế nuôi con trên một cái chiếc xe ba gác tự chế để mà mưu sinh hàng ngày. Đây là một cái thước phim chân thật nhất về cuộc sống và hình ảnh của Tú cùng với người mẹ của mình qua những ngày mưu sinh. Các anh em cũng không có mang một cái tính chất gì gọi là dàn dựng, chỉ muốn là dầm mưa để xem cái cuộc sống của chị buôn bán như thế nào. Và thật sự là rất là vất vả cô bác không chị. Mưa rất là lạnh, sợ số ướt nè, người ta lại vắng á, trong khi trời mưa nữa thì làm cho tụi anh em của tụi mình á không khỏi xúc động bùi ngùi. Và chỉ mong rằng á chị sẽ mau sớm có một cái nền để chị có thể có một ngôi nhà ổn định và cuộc sống tốt hơn. Còn bây giờ cũng đã buổi chiều rồi, hình ảnh mặt trời cũng đã chiều tà rồi và hình ảnh nó cũng đã không còn rõ nét nữa. Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn cô bác của anh chị và tất cả các quý mạnh thường quân đã quan tâm đến hoàn cảnh của mẹ con của bé Tú cũng như là hoàn cảnh khó khăn. Cũng mong một phép màu nào đó sẽ cho gia đình nhỏ vượt qua những lúc khó khăn như thế này. Những thước phim chia sẻ cô bác của anh chị là một cái chiếc khăn gió ấm để cho mẹ con có những cái động lực hơn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ha.